Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế là trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, có vai trò liên kết và hỗ trợ các đô thị trong vùng phát triển về kinh tế, y tế, giáo dục, tạo cơ hội việc làm và giao thương kinh tế cho các khu vực lân cận. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức là một trong 3 chợ đầu mối lớn của thành phố Hồ Chí Minh. Nằm ở cửa ngõ phía đông thành phố, đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Chợ được xây dựng từ năm 2002 trên diện tích 20 ha theo chủ trương di dời chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lãnh và thêm 8 chợ nhỏ khác trong thành phố ở nội thành ra ngoài thành. Tháng 10 năm 2003, bắt đầu tiếp nhận thương nhân kinh doanh tại chợ nội thành. Chúng tôi được sự phân công của lãnh đạo công ty tới các chợ đầu mối trong nội thành để vận động. Hàng đêm thì chúng tôi tiếp xúc với thương nhân kinh doanh tại hai chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh là chủ yếu. Chúng tôi cũng đã thuyết phục thương nhân, người ta đã kinh doanh tại khu vực chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh hàng trăm năm, khi mà di dời về đây rất là khó khăn. Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, rau củ quả, trái cây và hoa tươi là một trong 3 chợ đầu mối lớn của thành phố, nằm ngay cửa ngõ phía đông, thuận tiện đi các tỉnh miền Đông, miền Trung và Tây Nguyên. Chợ chủ yếu hoạt động về đêm. Mặt hàng chủ đạo tại chợ là các loại trái cây, mùa nào trái đó, và được các xe tải cỡ lớn, xe container chở về từ 21 giờ cho đến rạng sáng. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, chợ lại nhộn nhịp hẳn lên với cảnh mua bán tấp nập các mặt hàng rau củ quả và các trái cây đặc sản của từng vùng miền. Thưa quý vị, hiện tại là 21 giờ tối và Thùy Dung đang có mặt tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Đây là một trong những ngôi chợ tập trung rất nhiều các loại rau củ quả tươi ngon từ nhiều vùng tỉnh thành đổ về. Và để biết được ngôi chợ này hoạt động như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân Thùy Dung bước vào ngôi chợ này tham quan nhé. Em chào chị. Lúc đầu mình từ chợ Cầu Muối về chợ Thủ Đức thì mình có gặp nhiều khó khăn trong việc kinh doanh hay là làm quen với mặt bằng không chị? Thương nhân có gặp khó khăn gì thì công ty chợ cứ hỗ trợ cho làm tất cả các việc có thể tạo điều kiện tốt nhất cho thương nhân. Tầm cỡ và quy mô hoạt động chợ không chỉ cung cấp trái cây, rau củ quả, hoa tươi cho các chợ lẻ trong thành phố Hồ Chí Minh mà còn giao lưu hàng hóa trên cả nước. Các nơi đưa hàng vào chợ và nhận các mặt hàng từ các vùng tỉnh khác đưa về địa phương mình phân phối lại. Lượng hàng hóa nhập chợ tăng đều, trung bình mỗi ngày lượng trái cây, rau củ quả nhập chợ từ 940 tấn vào năm 2003 và đến nay bình quân 3.700 tấn. Lúc đầu lên đây thì gặp nhiều khó khăn là mối lái mình không có, rồi hàng hóa cũng không có được nhiều. Thì thời gian đầu thì cũng nói chung là không có giao mối mà cũng không có lái đâu em, nhưng mà thời gian sau bạn hàng nó đi thì chợ ở đây bắt đầu bán được nhiều lên. Với ở đây nó rộng á, chợ này kia, xe mấy cái tỉnh đồ nó lên đây cũng nhiều. Em chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cho em biết là mình dời về chợ nông sản Thủ Đức này đã bao lâu rồi ạ? Và trong quá trình kinh doanh thì mình có gặp nhiều khó khăn hay không? Thì theo cái năm 2003 là chính sách của Ủy ban nhân dân thành phố di dời ra 3 chợ đầu mối. Thì tôi chọn đầu mối Thủ Đức. 1-2 năm đầu rất khó khăn nhưng mà so với Cầu Muối, nhưng mà cuối cùng 3-4 năm sau thì nó bằng ăn nó phát triển hơn. Quy trình lên xuống hàng hóa, sắp xếp bến bãi được xây dựng một cách hợp lý, trật tự, ổn định trong giao thương hàng hóa. Trong năm 2003, nguồn vốn là 9 tỷ đồng, đến nay đã là 147 tỷ đồng. Doanh thu năm 2004 là 26 tỷ đồng, đến năm 2017 là 263 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2004 là 2 triệu đồng, đến nay là 12 triệu đồng một người một tháng. Đó là những con số cụ thể, là kết quả mà cả tập thể công ty chợ đã cố gắng để có những thành quả tươi sáng của ngày hôm nay, đem lại bao niềm vui, việc làm, đem lại sự thịnh vượng cho các hoạt động mua bán sầm uất trong chợ đầu mối nói riêng, lan tỏa phát triển kinh tế cho cả vùng và góp phần thúc đẩy sự phát triển liên đới của nhiều ngành nghề, nhiều địa phương khác nói chung. Công ty chúng tôi
quản lý lực lượng bốc xếp là trên 350 người. Công tác bốc xếp này chúng tôi đã tổ chức sắp xếp thật là khoa học trong vấn đề bốc xếp hàng hóa cho lượng cái hàng nhập chợ. Cái thứ hai nữa là trong cái lực lượng bảo vệ về vấn đề mà tập trung cho vấn đề mà an ninh trật tự trong chợ, xe vào chợ được sắp xếp gọn gàng, xuống hàng nhanh chóng. Và sắp tới chúng tôi sẽ kết hợp với lại VNPT để đặt toàn bộ là khoảng 70 camera trong tất cả các nhà lòng chợ, quản lý toàn bộ về an ninh trật tự. Anh em nghe rõ chưa? 15 năm hình thành và phát triển thì hiện nay chợ đầu mối phải nói là cũng đã đi vào cái hoạt động rất là ổn định. Chúng tôi đã làm được một cái điều quan trọng là tạo được một cái môi trường kinh doanh với cái hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh. Chúng tôi cũng đã thường xuyên là nâng cấp, cải tạo đường giao thông, rồi sân bãi, cũng như là hệ thống máy, nhà lòng chợ, vân vân. Ngoài ra thì có bước phát triển nữa là chúng tôi cũng đã tiến hành là triển khai cái vấn đề là thu phí theo cái kỹ thuật số tự động. Cho nên là tạo cái sự thuận lợi rất là lớn cho thương nhân khi vào ra hoạt động. Giai đoạn 2 thì chúng tôi sẽ tiếp tới cái bước là sẽ phát triển thêm cái xuất nhập khẩu, tức là một cái cầu nối giao thương để mà đem cái hàng nông sản Việt đi ra quốc tế, cũng như là nhập những cái hàng quan trọng của nước ngoài mà có cái giá trị cao về chợ đầu mối để phục vụ bà con ở trong nước. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã bước đầu đã làm được một số mặt hàng. Và cái bước thứ ba thì chúng tôi sẽ phát triển định hình một cái hệ thống đó là về đấu giá, về xuất nhập khẩu kết hợp với kho bãi, đó là như nước ngoài, tức là có cái hệ thống là vừa đi từ cái kiểm định chất lượng đến đấu giá và từ đấu giá là xuất nhập khẩu. Thì như vậy thì nó đảm bảo cái tiêu chuẩn ngặt nghèo của các cái nước tiên tiến và cũng là một cái tiền đề để mà tạo ra một cái môi trường văn minh thương nghiệp và hoạt động thật là tiên tiến theo quốc tế. Tuy nhiên để làm được cái bước thứ ba này thì đòi hỏi là một cái sự hình thành về chính sách và pháp luật rất quan trọng từ phía chính phủ để có những cái luật về đấu giá, luật về xuất nhập khẩu phù hợp với cái hoạt động của các nước. Cho nên là chúng tôi cũng đề xuất là chính quyền địa phương cũng như là chính phủ là sớm có những cái luật lệ nó liên quan để hỗ trợ cho các cái hoạt động về đấu giá nông sản để mà xuất khẩu hoặc là để mà giao thương trong nước. An ninh lập ra. Kinh doanh mình nó nhiều hơn. Bắt đầu bán được nhiều lên. Bán nhiều hơn gấp 3-4 lượt. Đây chỉ là chặng đường 15 năm đầu tiên. Trong tương lai, chợ đầu mối nông sản Thủ Đức sẽ trở thành một trung tâm giao dịch nông sản văn minh, một sàn đấu giá nông sản hiện đại, một trung tâm xuất nhập khẩu hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu xuất khẩu của nông dân, góp phần phát triển mạnh hoạt động thương mại dịch vụ, giải quyết nhu cầu việc làm trên địa bàn quận Thủ Đức nói riêng và toàn thành phố nói chung.